cực kỳ là vuông luôn. Đấy, và con chim nó dính thì lúc nào nó bị treo ngã ngửa kiểu như thế này. Đây là dòng lưới mắt 8 phân sợi cước 15 nha anh em nhé. Lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các bác đàn thợ đánh chim đêm nhé. Các bác ở miền Bắc mình có bác nào lên lưới đánh rẽ run không ạ? Ở miền Bắc thì rẽ run bắt đầu di cư về khá là đều rồi các bác. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay thì đi soát lưới. Đấy, bản biếc thì cũng làm ok hết rồi các bác. Hôm qua tích cực cắt thì cắt hết cỏ ở bản này. Đây được một con này. Toàn rẽ đàn thôi anh em ạ, béo lắm. Đây, một con này. Đó. Một con. Đánh rẽ thì chúng ta sẽ sử dụng đánh ở trên cái lưới mắt 8 phân sợi cước 15 nhé các bác. Đây này, cái lưới này. Đấy, lưới này chuyên đánh rẽ, đánh te, đánh tất cả các loại rẽ nhé. Thì bác nào mà có nhu cầu sử dụng về cái dòng lưới đánh rẽ này hoặc là lưới đánh chim đêm thì có thể là tham khảo đặt hàng. Số điện thoại để ở góc màn hình video. Còn khi con chim nó vào thì nó sẽ xoắn như thế này này. Đấy, rất là ok. Lưới này rẻ tiền lắm các bạn, mấy trăm nghìn 100 mét thôi. Đánh nó hiệu quả. Trên đây thì được một con nữa đây. Ốc trên đây. Còn lưới thì 10 tay nhà em làm thì như cả 10 luôn. Để các bác thấy thực tế là thịt thiếc nó rất là nhiều này. Đấy, con chim vào nó đóng nó bám. Đây con nữa đây. Ở đây thì cứ cắt cỏ đến đâu rồi chăng lưới đến đấy. Đây này. Các bác thấy. Tinh rẽ đàn này. Ở đây rẽ đàn nó về đều lắm các bạn. Sầm tối hôm qua thì đánh được 3 con. Đây được 2 là 5 này. Đấy, bây giờ đi soát lưới cho các bác xem nhé. Đấy, còn anh em đam mê yêu thích đánh chim đêm thì có thể là đăng ký ủng hộ kênh để đón xem những cái video em đăng tải. Rẽ bây giờ giá rẽ ở Bắc Giang thì được 32.000 đồng trên một con các bạn. Nói chung là cũng được. Chục con cũng được 320. Bây giờ là chuyên rẽ thôi. Đấy, còn vạc viếc thì đang làm bàn cướp gáp các bạn. Ba con cái này dính hai con góc trên kia. Đây, con chim nó đóng vào bình thường này các bác nhìn được từ đây lên dây duyệt này, nó rơi vào tầm khoảng gần 50 phân thì con chim không thể văng được ra, béo á, tinh chim béo. Vụ tháng 3 này thì cứ ăn đều đều. Nó cứ đều đều như thế này này, nhưng mà nó sẽ rộ trong vòng khoảng độ tầm 1 tuần. Nó chia ra làm 2-3 đợt ấy. Đấy, thì trong 7 ngày đấy là chúng ta đã đánh được mấy trăm rồi. Năm nào thế các bạn. Chim nó đi theo cữ. Đây lưới thực tế đây các bạn này. Lên lưới nó phải vuông lưới. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đánh là nó phải bám con chim. Thì đánh nó mới hiệu quả. Ngày hôm nay mười mấy tháng 2 rồi các bạn. Âm lịch ấy. Dương lịch thì là hình như là hai mấy tháng 3. Góc đây được 2 con. Đây này, đây một con này. Đó, một con nữa. Đấy, đánh chim này thì cứ sáng được thì quay cho các bác xem. Đấy, cập nhật tình hình chim rẽ run nó di cư cho các bác để các bác đánh. Góc bên này được một con nữa này. Đấy, đây này. Thì anh em có nhu cầu sử dụng về đồ đánh như loa đài, âm ly thì các bác cứ liên hệ với em nhé, số điện thoại để góc màn hình video. Đấy, còn quay lưới cho các bác này. Nhôi cọc nhôi kiếc thì bên cơ sở hoàn thiện hết rồi. Đấy, anh em về chỉ việc quánh thôi. Đây này, lưới này. Vuông đét luôn. Đấy, lên lưới nó phải vuông. Cái thứ hai nữa lưới nó phải nhiều thịt thì anh em đánh con chim nó sướng, kể cả anh em thợ mới hay thợ chuyên nghiệp lúc nào cũng cần cái mặt lưới nó vuông. Đây này. Đấy, anh em thấy đây, kỳ là vuông luôn. Đấy, và con chim nó dính thì
lúc nào nó bị treo ngã ngửa kiểu như thế này. Đây là dòng lưới mắt 8 phân sợi cước 15 nha anh em nhé. Nếu bác nào có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ cho em. Ngoài bán lưới ra thì bên cơ sở bán loa đài âm ly các kiểu. Ok nhé, chào các bác ạ.